ước gì. Không phải. Chút nữa về cởi áo cho Huệ coi hình xăm. Hình xăm mới. Và Dũng. Cái Huệ thấy hạnh phúc quá, ôm hung chụp chụp chụp. Rồi. Xong luôn. Xong luôn. À, từ từ từ. Hello, chém gió mấy nha. Trời ơi bà con ơi, dịch corona everywhere, cho nên là ở Sài Gòn đường y như là ngày Tết vậy đó, vắng tanh như chùa Bà Đanh, hàng quán vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn, làm cho tiệm xăm tôi cũng vắng theo. Buồn thiệt chứ. Hello hello, chờ tôi chút nha. Để tôi chia sẻ lên mấy cái trang của tôi là tôi mới về, tôi mới chụp lên máy mẫu khuyên tai mới dễ thương lắm á, bà con vô Facebook tôi lựa ơi. Rồi ship tặng răng nha bà con. Bữa nay tôi có đất chân thi nó phụ tôi làm mấy việc khuyên, tôi ship tận tỉnh, ai muốn mẫu gì tôi ra bưu điện ship luôn nha. Hả? Cái gì? Hello, năm mới phát tài hả? Trời ơi, bà con phát tài chưa, chứ tôi thấy hầu như là năm mới ở Việt Nam ai cũng đang than nè. Mọi thứ đều ngưng trệ bởi vì dịch. Học sinh không đi học, sinh viên không đi học. Rồi công nhân cũng nghỉ. Tiền đâu ra bà con? Trời, chưa phát tài, chưa phát tài. Năm nay lâu phát tài quá bà con. Hello, bây giờ mới xem hả? Hello everyone. Tóc này gì mới thắt cho tôi đó. Đó, gì nghe nè, nó thắt tóc đây nè. Đó. Bà con muốn thắt vậy thì qua gặp Duyên nha. Nó thắt dịch vụ luôn đó bà con. Ở ngoài xăm xỏ ra bây giờ đang corona các kiểu ế gần chết luôn. Đó, cho nên Duyên nó đang làm cái nghề tay trái của nó. Cái nghề nắp trái của nó. Thắt tóc. Còn bên này là anh bạn này là đang đi xăm tên vợ sắp cưới đó. Chữ gây bất ngờ nè, chị hy vọng là tối nay về cho bạn gái biết là ngày mai là bạn gái qua đây xăm tên mình nữa nha. Không còn dưới kia cũng đang xăm bà con, dưới kia cũng đang xăm bít lưng đó. Đang xăm bít lưng thể loại Nhật Bản đó. Cái ông gì Nhật Bản á, tôi không biết tên đó. Úi da, anh Tuấn này vừa ăn cơm mà vừa soi gương. Không, không biết là nó soi gương. Không biết là nó soi gương cái gì đó. Mày vừa ăn cơm mày vừa xem có đẹp trai hay không á, Tuấn con hả? Em mới làm tóc. À, em mới làm tóc á. Đấy, 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 Duyên nó thắt bính cho Tuấn con nè bà con. Rồi, ai thích tóc kiểu như này thì qua đây nha. Gặp Duyên dài ngắn các kiểu có đủ. Đó. Đây là tóc của nó là ngắn á, tóc ngắn á mà nó à. Còn dưới này là nó chỉ ngắn bao nhiêu đây thôi mà thắt cho dài ra giả bộ làm yểu điệu thục nữ. Ừ, giả bộ làm gái. Wow. Đồ. Đây. Chúng ta quay trở lại với anh thanh niên năm ngoái là 37 tuổi, năm nay là 38 tuổi đúng không anh Phúc? Đó. Đây chúng ta đã năm vừa qua thì anh Phúc đã đi hơi xa. Cho nên là bây giờ anh Phúc mới quay lại tiệm xăm vui vẻ bà con ạ. Nhìn đằng sau là biết gấu rồi. Nhưng mà em thấy tay bên kia nó hơi thiếu anh Phúc ơi. Tay bên này nè. Đó. À, nó thiếu nhiều lắm á. So với cái tay bên này là cái lỗ này là thiếu nhiều lắm á. Anh Phúc nha bà con. Anh Phúc năm ngoái là tôi quay cảnh anh Phúc là xăm kín đầu đồ, kín người đồ các kiểu phỏng vấn anh Phúc thế nha. Anh Phúc xăm kín người chưa? Đó. Còn có giống. Còn gì? Còn mấy cái ngực. Còn ngực. Ngực còn trắng hả? Ngực cũng gồng của sư phụ đi, còn đang dở dở. Còn đang dang dở ở ngực thôi, nhưng mà vẫn có mực rồi đúng không?
Ok. Đó, từ mu bàn chân nha bà con. À, anh Phúc là theo trường phái Ma Mị. Ma đầu giáo chủ. Đó. Phúc còn trẻ, Phúc muốn ăn chơi đúng không? Đó. Từ từ để quay một vòng cái hình xăm của anh Phúc coi. Sau bao nhiêu năm? Anh xăm thể loại khá là ma mị bà con ạ. À, chỉ thích xăm đầu lâu các kiểu thôi. Ma quái. Ma quái, quỷ sa tăng. Đó, trên này cũng là đầu lâu. Đó, cái hình ở cổ cũng là một con quỷ. À, thích vậy đó. Nhưng mà em thấy anh Phúc hiền mà sao anh Phúc xăm kỳ vậy? Em thấy anh Phúc hiền mà. Cái đó là cái sở thích luôn cô giáo ơi. Nhưng mà đâu nó là tính cách của mình đâu. Xăm đâu nó là tính cách của mình, không được. Có phải là anh hiền quá anh sợ bị người ta ăn hiếp không? Đúng rồi cô giáo. Cho nên là anh xăm vậy để người ta kê anh đúng không? Đúng rồi cô giáo. Anh đục. Hiền quá phải xăm những người sao cho giữ người ta nhìn vô để cho người ta coi là đừng ăn hiếp mình nữa. Đừng ăn hiếp. Đó, nhìn thấy anh Phúc là có ai dám anh hiếp anh Phúc không ta? Mê độc lạ. Rồi. Độc lắm bà con. Lạ lắm. Ở ngoài này là anh Đức. À, Thi. Tụi này nó ăn uống không có giờ giấc gì cả. Rồi. Cái gì? Quán ở Đoạn Mô à? Ở quận Bình Thạnh bà con. Trời ơi, ở ngay chỗ chung cư Miếu Nội á. Có ai biết quận Bình Thạnh không? Chào tôi chúc. Chúc vợ chồng mai năm mới luôn vui vẻ, mọi việc được thuận lợi. Dạ. Cảm ơn bà con. Em cũng chúc mọi người mọi việc thuận lợi. Nhưng mà có vẻ như tình hình là toàn thế giới không được thuận lợi cho lắm. Ảnh có bao nhiêu lỗ? Anh Phúc có bao nhiêu lỗ? 25 lỗ trên hai lỗ tai bà con. Tôi là chưa tới mức đó. À, tôi chỉ là em út của anh Phúc thôi. Trời ghê thiệt. Hello. Thằng tự cái gì? Sợ dịch cô đơn quá chứ sợ gì corona? Chưa chắc đâu nha. Nhưng mà tôi đọc báo tôi kêu là cái con, tôi thấy là con virus đó nó không sống được ở nhiệt độ trên 25 độ. Cho nên là ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì cũng ít ảnh hưởng. Nhưng mà những cái tỉnh miền Bắc thì mới bị dính thôi. Nhưng mà thôi, cứ ở nhà cho chắc. Nên là mọi dịch vụ ở Sài Gòn đều ế hết bà con. Bây giờ tôi live stream lên để tôi nói bà con là tiệm tôi cũng đang ế lắm. Trời đất ơi, thợ thì quá trời, mà khách thì lai rai không đủ, buồn thiệt chứ. Một lần mình bấm thì bấm được bao nhiêu lỗ vậy chị Mai? Một lần mà bạn xỏ lỗ tai á, thì hồi đó là mình xỏ bao nhiêu đây một lần luôn á. Nhưng mà những cái lỗ trên này á, nó lâu lành lắm. Cả nửa năm mà nó vẫn chảy nước, nó vẫn đau khi mà mình đụng vô, hoặc là mình lỡ mình ngủ mình muốn nghiêng qua bên này cũng không được. Thì mình khuyên là mỗi lần mình xỏ thì mình cứ xỏ ở đây cùng một lúc cũng được, miễn sao cái hai cái lỗ mới xỏ nó đừng có nằm gần nhau. Nếu nó là nằm gần nhau quá mà nó ở trên phần sụn thì lâu lành lắm. Nhưng mà vẫn lành, có người ta xỏ nguyên một lần nhưng mà người ta chịu khó thì người ta vẫn lành. Cái gì đây? Con virus ảnh hưởng tới em thất nghiệp luôn chị ơi. Bạn làm nghề gì vậy? Tụi tôi cũng sắp thất nghiệp rồi đây nè bà con. À, may quá tiệm tôi thì vẫn có khách, nhưng mà tôi nghĩ là một số tiệm là không có khách luôn á. Chúc chị buổi chiều mát mẻ. Anh Vinh đẹp trai đâu rồi hả? Anh Vinh đẹp trai hôm qua cô đơn quá, corona này đó, đêm không ngủ hết, hôm nay ngủ bù rồi bà con.
xỏ lưỡi xong có bị nói ngọng không? Có. Tôi lâu lâu tôi nói tôi vẫn hay nuốt chữ á, tại vì có cái khuyên. Nhưng mà cảm giác của tôi mà khi mà mình tháo cái khuyên ra thì mình còn nói ngọng hơn bây giờ. Kiểu như là bây giờ mình đã quen cái khuyên rồi á. Mình vẫn đi hát karaoke bình thường nha. Gì? Ok, chị Mai dịp sau vào Sài Gòn ghé Mai nè. Ok, nhớ nha bà con. Nhớ ghé nha, ủng hộ tôi nha. Gì? Chị Mai cho em hỏi, anh Bin có bồ chưa? Bồ ơi, kìa. Cho. Đây, chính chỗ rồi. Bin. Dạ. Có bồ chưa em? Có rồi. Có rồi hả? Bồ đâu? Dạ. Bồ đâu? Em cũng biết, ở bên Bình Thạnh. À, ở bên Bình Thạnh. À. Nó có bồ bên Bình Thạnh rồi nha bà con. Con tiên nó vô nhà lại rồi. Đúng rồi. Nó mới bị em kia bỏ, nhưng mà có em này vớt. Thợ xăm ở tiệm tôi được cái là không có đi đâu ra khỏi nhà đó bà con. Tụi nó làm có đứa thằng Bin thì là nhà nó ở bên Phú Nhuận đường Huỳnh Văn Bánh á, thì nó đi làm xong rồi về, nó về nhà. Còn có một số thằng nó ở đây nhưng mà nó không bao giờ đi chơi đâu hết á. Thế mà nó vẫn có bạn gái giống như Bin nè. Ngoài giờ làm ra thì nó cũng về nhà, nó cũng ít đi chơi. Dạ mờ có gái tán, dạ mới ghê. Tán chưa mấy mỏ rồi. Mới thấy anh Vinh chào hồi nãy kìa. Đâu đâu? Idol xinh quá. Mình tinh quá. Ủa? Không ngủ đây nha. Ngồi á, lướt Facebook à. Làm gì chọn? Em làm ngành may mà vốn và khách hàng là Trung Quốc nên nghỉ miết chị ơi. À đúng rồi. Tôi nghĩ là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là những cái người mà vừa mới đây có gan làm giàu á, có nghĩa là đi vay mượn để đầu tư vô công việc của mình á, mà gặp cái thời gian này là thôi tiêu rồi bà con ơi. À, tất cả mọi nhà máy và ngưng trệ, rồi dịch vụ văn hóa nghệ thuật gì nó cũng bị ảnh hưởng, chứ không chỉ là những cái ngành nghề kinh tế không nữa. Tiệm xăm tôi cũng ảnh hưởng. Như bình thường như giờ này năm ngoái là trời ơi, học trò mới của tôi là lũ lượt nhập lớp. Năm nay tới bây giờ sinh viên nghỉ 2 tuần là các cháu cũng nghỉ 2 tuần. Hiện khi nào hết dịch rồi em vào chị ạ? À. Úi giời ơi, lúc đầu tôi còn khinh thường dịch, nhưng mà bây giờ tôi gác tay anh chán. Úi giời ơi, cái này chả nhẽ thời gian sống của mình nó bị trì hoãn trong 2 tuần hoặc 2 tháng hoặc tới khi nào mà mới có vaccine chống corona bà con ạ. À, ảnh hưởng quá. Gì đây? Huỳnh Văn Bánh kế chợ Phú Nhuận mà anh Bin có bồ rồi. À đúng rồi, anh Bin có bồ rồi. Em ở chợ Phú Nhuận luôn á. Vậy thì em có bóc số đi. Anh Bin này hot lắm. Anh Bin này hot lắm. Bóc số. Tại vì em giống đào á. Không, anh Bin mà bị bỏ là em hốt anh Bin liền. Đó. Cái gì đây? Chế ơi, em inbox chế hỏng được. À quên, được không chế hả? Được chứ sao không được trời. Trái cây nông sản rớt giá thảm luôn. Đúng rồi, trái cây nông sản rớt giá. Đó là một số thứ thôi, còn một số thứ mình phải nhập khẩu về thì những cái thứ đó lại không có tăng giá nữa bà con. Chị có bệnh viện làm muốn vắng cũng không được. Dạ đúng rồi chị Trang ơi. Em thấy là bệnh viện là muốn vắng cũng không được. Nhưng mà em thấy em ở quê, mấy cái bệnh viện ở quê của em ít người nằm lắm. Nhiều khi phòng trống có mình nằm mà giường tùm lum mà. Còn người ta cứ dồn vô thành phố cho nên bị quá tải gì đó. Bạn em ở quận 4, bạn em qua anh Bin xăm 2 lần rồi đó. À, anh Bin xăm 2 lần rồi phải không? Khách mối của anh Bin phải không? Cái gì? Anh bị xăm có người yêu chưa? Chết. Anh bị xăm đang xăm tên vợ sắp cưới và ngày sinh của vợ sắp cưới. Đúng không? Và chưa có người yêu. Đó. Em nào coi bước qua cửa được mà của vợ sắp cưới của ảnh thì hãy làm người yêu của ảnh.
sinh viên nghỉ chứ công nhân không được nghỉ hả? Ủa sao tôi thấy người ta kêu là cho công nhân nghỉ 2 tuần mà. À, ở huyện tôi là có chuyến xe tình nghĩa nhận chở miễn phí công nhân sinh viên mà đã lỡ vô rồi mà người ta cho nghỉ về trở lại quê mà. Gần nhà em có con nhỏ bị corona mà trốn viện nè, sợ quá chị ơi. Sao em biết? Sao em biết nó bị corona hay là nhiều khi nó chỉ bị cảm cúm ho rồi giống như là những bệnh cúm thông thường của mình thôi. Không, nhiều khi mình phải nếu mà đối với những người bị virus corona thì phải cách ly á. Nếu mà mình tung tin nhiều khi người đó không nhiễm mà mình nói người ta nhiễm, cái người đó sẽ bị xa lánh á, tội nghiệp người ta. Đừng tưởng trên 25 độ mà chủ quan nha, chị vẫn phải phòng chống. Bộ Y tế đã phủ nhận thông tin đấy rồi. Vậy à? Vâng, tụi em vẫn phòng chống mà, đi đâu đông người là đeo khẩu trang các kiểu các thứ à. Vẫn phòng chống bình thường. Em có qua chị mấy lần mà chưa có tấm hình nào hả? Trời ơi, tưởng gì khó bà con. Bà con nói muốn chụp hình là cứ hú tôi à. Tôi lúc nào ở trong tiệm xà quăng, bà con cứ gặp mặt tôi chỗ nào kêu chụp hình chỗ đó là chụp thôi à. Nhiều đừng ngại nha, ngại làm tôi ngại lại. Bữa mới lên 2 câu thơ: sống không tiền đời con bê bết, sống không tình con chết ai thương. Đục hay, thơ hay, thơ hay á. Vậy theo bạn quan trọng nhất là cái gì, tình hay tiền? À, khóa học bên tôi là 6 tháng bà con, nhưng mà bà con cứ ở nhà chờ corona hết đi rồi hãy vô học nha. Hello, hai vợ chồng em sao không sanh thêm baby nữa, dễ thương hả? À, cái đó duyên thôi, duyên thôi à. Bật huy hiệu fan cứng chị ơi, chứ like nào cũng xem mà không có gì đặc biệt hết trơn. Ủa đây là cái page của chị là trang cá nhân em, không phải là fanpage, cho nên là bật huy hiệu fan cứng đâu được đâu. Với lại tôi đâu phải là người có tích xanh, người công chúng gì đâu bà con. Có mấy thằng kia nó vô nó nhắn tin tôi kêu là chị muốn làm người nổi tiếng mà ở trên Facebook mà có tích xanh đó không, để tụi em làm cho. Xong tôi hỏi ủa làm sao vậy, cái nó kêu bây giờ chị chỉ cần đưa em 30 triệu thôi là tự động chị có. Tôi chào chào, làm gì phức tạp dữ à. Tôi nghèo lắm bà con, không có 30 triệu mà để đi mua cái tích xanh tích đỏ người nổi tiếng người công chúng gì đó bà con. Thôi khỏi mua. Chị Nhu đi học lại chưa hả? Đi học rồi, bữa mùng 10, mùng 11 gì đó nó đi học rồi. Nhưng mà đừng bữa rồi tới giờ chưa thấy nó đâu cả. Bóng tim. Chị cũng thích Mai lắm, thích chụp hình với Mai mà không xăm thì ngại xin chụp. Chờ, đâu có phải là vô đây chị đi cùng bạn chị xăm mà chị không xăm thì em sẽ không chụp với chị hay như thế nào đâu. Đã vô đây thì cứ chụp đâu sao đâu. Trời ơi mọi người đừng làm vậy. Em cũng là một người bình thường, chẳng qua là em làm cái nghề xăm. Rồi mọi người tới dùng dịch vụ ủng hộ em, trời mừng thấy mẹ. Phải tiếp đãi mọi người như thế nào đâu phải là chảnh chó, người nổi tiếng khó gần kiểu cái thứ đó, không có bà con. Chị like bằng tay rồi dùng trang cá nhân chia sẻ vậy hả? Thì ngày trước cũng có người nói chị à, chuyển sang chế độ trang pay đi để tương tác với mọi người nhiều hơn, chứ bây giờ là Facebook chặn tương tác nhiều ở trang cá nhân rồi, ít hiện lên cho mọi người biết tin của mình lắm. Nhưng mà phức tạp quá bà con, hình như bây giờ bị bệnh già rồi, cái lười động não, lười công nghệ các kiểu, mình có sao mình xài vậy á bà con, riết là lú rồi bà con ạ. Bị mắc bệnh sắp già rồi.
Bữa anh em lên cô phải không cô? Củ tỏi á, em lấy mực xăm á. À củ tỏi nó hứa nó lên mà. Ít bữa nó lên nó thăm tôi mà. Thăm tôi với ổng mà. Hello. Làm gì vậy? Ờ, sao nhận ra được? À! À đục má sao bây giờ sao lại vậy? Trời ơi, nhận cái nét mà cũng thay đổi mà. Nhưng mà vẫn còn nhận ra cái nét cũ. À, vẫn còn cái thuốc cũ. Đục má, ghê gì ta? Đâu bả đâu? À, hên quá trời ơi, bữa nay ế thấy mẹ luôn, bữa nay có khách rồi nè. Đâu? Đây. Qua liền cho thật sự tôi không muốn sống gì luôn á. Qua đây kiếm cái gì để xong hộp le cho nó. Trời ơi, mắt con quỷ. Đó, hại đó. Đó, mấy trăm người ở đây ạ. Bà con nghe khách tôi nói không? Rồi đây. Để tôi cho bà con coi hai quỷ này nó đối đáp với thợ xăm. Đấy. Tụi tôi thường hay gặp mấy ca khó này lắm. Tôi thấy bà đang chia tôi quay qua liền, nó đáng lẽ không xăm đâu, người ta còn sinh viên trong người còn láng nữa. Đồ mất sinh viên nữa chứ. Người chưa có một miếng mực trên người luôn nè. Xăm gì? Xăm gì? Không có cái gì để cả ở đây rồi nè. Để mà người xăm. Cái gì vậy mấy má? Trời bớt hại não đi nha. Em có thấy không? Khi xong cho tôi xin nửa điếu nha. Nó mới giảm đau rồi. Đây là khách quen lâu mới ghé bà con. Mấy năm trời đó. Dạo này khỏe không? Mà sao lão vậy má? Đục má. Sao mà quay cái mặt xinh đẹp của thường thường vậy? Hello mọi người. Để tôi cởi áo này nè, xong chỗ nè, hết ra xong chỗ nè. Tôi thắng gì thôi? Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi mà hai con mẹ này vô tiệm bà con ơi. Bình thường sự tay của tôi là cái gì? À cái gì quê quê lúa lúa hiền hiền đậu má mấy con mẹ này mộc mạc sinh viên đó. Con này là sư phụ, con này là đệ tử mà không biết dạy môn gì đó. Cái gì vậy mấy má? Má! Trời ghê thiệt chứ. Rung tay luôn. Vậy là mấy thằng nhỏ ở đây chết. Thôi bà con ơi, cái khúc này là 18 cộng á, tôi sẽ ngưng livestream. Chứ để ở, lỡ ở trong livestream này có em nào mà dưới 16 tuổi. Đồ. Có em nào dưới 16 tuổi không nên nghe những khúc này nha. Vậy nha bà con, bye bye. Để tôi like với mấy mẹ này đó.